Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi điểm tin báo thứ Bảy ngày 16 tháng 6 năm 2018. Báo nói tiếp tục nói về cái loạt an ninh mạng là cái vấn đề thách thức của toàn cầu. Cái bài báo này do phóng viên Đức Minh, thì tựa đề của bài báo là cái gì xâm phạm an ninh quốc gia thì đương nhiên là cấm, ở nước nào cũng vậy thôi. Anh chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì đương nhiên phải ngăn chặn. Người nào vi phạm điều đó thì phải xử lý. Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói là như vậy. Thưa quý vị và các bạn, thì chiều ngày 15 tháng 6, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì cái cuộc họp sau khi kết thúc cái kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa 14. Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi lại những cái nội dung đặt ra tại cái cuộc họp báo này. Chúng ta sẽ nghe cái đại biểu Quốc hội của Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nha quý vị, đã tiếp thu chỉnh lý nhiều vấn đề. Phóng viên báo Thanh Niên đặt câu hỏi: kỳ họp thứ 5 có hai dự án gây chú ý là luật đặc khu và luật an ninh mạng, nhưng phản ứng của đại biểu Quốc hội và Quốc hội đối với hai dự luật này là hoàn toàn khác nhau. Dừng luật đặc khu và thông qua luật an ninh mạng với tỷ lệ tán thành rất cao. Tổng thư ký có thể giải thích thêm vấn đề này? Thì ông trả lời như thế này: bản chất của hai luật này là khác nhau. Luật an ninh mạng thì sau khi Quốc hội đã có trao đổi ý kiến và có phản hồi của các chuyên gia và cử tri thì Quốc hội đã lắng nghe rất là nhiều. Sau đó thì cơ quan thẩm tra soạn thảo đã tiếp thu chỉnh lý rất nhiều. Khi đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu Quốc hội thì việc thông qua với tỷ lệ phiếu bầu rất là cao là điều đương nhiên thôi. Cái chính là chúng ta làm truyền thông để cử tri và người dân hiểu. Cái ý kiến cho rằng khi luật an ninh mạng được thông qua thì sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của doanh nghiệp hay quyền lợi của người dân thì không phải. Ngược lại, luật này chính là bảo vệ quyền của doanh nghiệp và quyền lợi của người dân. Trong khi đó, liên quan đến luật đặc khu thì có nhiều vấn đề rộng hơn luật an ninh mạng rất nhiều. Quốc hội cho rằng cần phải có thời gian để trao đổi. Thì ông trả lời như vậy. Cùng với vấn đề này thì Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Thanh Hồng cho hay trong cái quá trình thẩm tra và giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉnh lý dự án luật an ninh mạng thì Ủy ban Quốc phòng An ninh đã hết sức lắng nghe ý kiến từ cử tri, các chuyên gia, đặc biệt là ý kiến của đại diện của một số quốc gia như Mỹ, Úc, Liên minh châu Âu, các cái hiệp hội Internet viễn thông châu Á Thái Bình Dương, ý kiến của các phóng viên, kể cả các phóng viên báo đài nước ngoài. Ông Hồng thì cho biết rằng nhiều những cái vấn đề dự án luật chính phủ đã được tiếp thu, chỉnh lý để đáp ứng yêu cầu về an ninh mạng. Đây là những cái vấn đề không chỉ ở riêng Việt Nam mà chúng ta mang một cái thách thức là toàn cầu. Với những cái lo lắng có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong cái lĩnh vực cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet hay không, ông Hồng khẳng định rằng hoàn toàn không có việc này. Đạo luật này tạo ra một cái cơ chế pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Rất là nhiều cái phóng viên đặt câu hỏi với tôi là Google, Facebook có rời khỏi Việt Nam hay không? Thì cho tới thời điểm này, hai tập đoàn công nghệ lớn của thế giới vẫn chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào, ông Hồng thông tin. Thưa quý vị và các bạn, thì phải kể đến cái việc mà Google và Facebook mang lại rất là nhiều những cái tiện ích cho người dân. Quý vị và các bạn không biết những cái lĩnh vực nào đó thì có thể search lên Google và mình phải chọn lọc những cái thông tin nào chính thống, những cái nguồn nào chính thống, và mình cũng có thể lấy đó là một cái nguồn để mà tiếp đến tiệm cận, hiểu thêm những cái quy định, tất cả từ bà mẹ, trẻ em cho tới những người ở vùng sâu, vùng xa. Người ta bảo rằng là có Internet là có thể tiếp cận được với thế giới. Thì hy vọng là ông Google và ông Facebook sẽ không rời khỏi Việt Nam. Không cản trở công nghiệp 4.0,
liên quan đến băn khoăn việc Facebook, Google lo lắng khi đặt dữ liệu tại Việt Nam, họ đã phát sinh thêm chi phí chuyển dữ liệu về đây và cũng ảnh hưởng đến các doanh nghiệp Việt Nam là đối tác của họ mà phóng viên hãng Reuters đặt ra. Ông Nguyễn Thanh Hồng cho biết, trong luật an ninh mạng có hai nội dung doanh nghiệp quan tâm. Thứ nhất là việc đặt máy chủ tại Việt Nam, thứ hai là lưu trữ dữ liệu của người dùng Việt Nam tại Việt Nam. Đây là hai cái vấn đề còn ý kiến khác nhau giữa nhiều quốc gia trên thế giới. Đọc cái báo này mới thích thêm được cái nhiều cái vấn đề. Và quý vị và các bạn ạ, theo ông Hồng, trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng An ninh và số liệu chính thức mà chính phủ cung cấp, hiện nay có 18 quốc gia để yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ mạng, nhất là mạng xã hội, phải lưu trữ dữ liệu tại quốc gia đó. Ví dụ về vấn đề này, ông Hồng dẫn chứng tháng 5 vừa rồi, Liên minh châu Âu đã chính thức yêu cầu Facebook phải lưu trữ dữ liệu tại các nước Liên minh châu Âu. Đây là yêu cầu cần thiết, vừa đảm bảo an ninh quốc gia, vừa bảo vệ lợi ích hợp pháp của công dân đã được hiến pháp quy định. Trong luật thông qua lần này chỉ có yêu cầu lưu trữ dữ liệu của người dùng Việt Nam và của công dân tại Việt Nam, chủ yếu là thông tin cá nhân của người dùng mà theo quy định của hiến pháp là quyền nhân thân được pháp luật bảo hộ, xem như là tài sản của công dân Việt Nam. Các doanh nghiệp nước ngoài hoặc các doanh nghiệp khác khi cung cấp dịch vụ có trách nhiệm phải bảo vệ bí mật của người dùng tại Việt Nam. Các doanh nghiệp nước ngoài và các doanh nghiệp khác khi sử dụng dịch vụ đó phải có trách nhiệm bảo mật khi dùng tại Việt Nam. Ông Hồng nhấn mạnh rằng, còn nói tác động tới kinh tế, cản trở công nghiệp số, công nghiệp 4.0, theo chúng tôi là hoàn toàn không phải là như vậy. Trả lời phỏng vấn của phóng viên hãng AFP của Pháp, luật an ninh mạng quy định không được đăng tải những thông tin mang tính chống đối nhà nước. Vậy có phải là luật này nhắm tới các đối tượng bất đồng chính kiến hay không? Thì ông Nguyễn Hạnh Phúc là trả lời như thế này, quý vị và các bạn ạ. Cái gì xâm phạm an ninh quốc gia thì đương nhiên là cấm. Ở nước nào cũng vậy thôi, anh chống lại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì đương nhiên anh phải ngăn chặn. Người nào vi phạm điều đó thì đều phải bị xử lý. Thưa quý vị và các bạn, cái tựa đề rất lớn là Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị chính phủ sớm hoàn thiện dự án luật biểu tình. Đây là một trong những cái chủ đề của báo An ninh mạng, là một cái vấn đề thách thức toàn cầu. Thì theo như thông tin mà chúng tôi được biết thì luật an ninh mạng đã được Quốc hội thông qua vào ngày 12 tháng 6 năm 2018. Và nếu không có gì thay đổi thì sẽ có 25 văn bản dưới luật, nghị định, nghị quyết, thông tư gì đó để hướng dẫn cái luật an ninh mạng này. Và sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019. Đây là cái bản tin của trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Đây là bản tin của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng rằng một cái đọc cái báo về để cho quý vị và các bạn hiểu thêm về vấn đề luật an ninh mạng. Kính mong quý vị và các bạn có những cái đóng góp xây dựng mang tính chất tích cực thì để lại comment. Nếu trong trường hợp có những cái phản ứng tiêu cực thì tôi cũng xin phép nói trước là sẽ xóa cái nội dung thông tin, với mong muốn rằng đưa cho quý vị và các bạn những cái thông tin không bình luận về vấn đề luật an ninh mạng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.